Chào quý vị và các bạn. Vậy như vậy là tôi đang có mặt ở thành phố Thanh Hóa. Vào một nơi bán lan của một cụ già. Rất nhiều lan đẹp. Đấy, các bạn thấy lan Tai Châu. Những loại lan Tai Châu rất là đẹp. Đây các bạn, đây là ông chủ. Ông ơi, đây quán là nhà ta nhỉ? Vâng. Ông tuổi già lắm rồi, nhưng mà đây là rất là đam mê lan và bán rất là nhiều loại lan. Giỏ lan Tai Châu rất đẹp. Ông ơi, xin phép ông cho cháu hỏi giá một tí nhá. Vì anh em trên mạng á, người ta cũng muốn xem, rồi có khi anh em sẽ đến nhà ta sẽ mua. Nhưng mà để hỏi giá của ông cho nó tiện. Ví dụ như là một giỏ lan lan này, lan Tai Châu không nhỉ? Khoảng bao nhiêu tiền không? Cái này tôi nói với anh này, bình thường mà khi mà mua thì chúng tôi phải đòi cái giá cao, vâng, chứ không phải đòi cái giá mà ví dụ mà quyết định lấy thì tôi sẽ lấy đòi cái giá để các anh lấy được. Chứ còn bây giờ các anh hỏi để mà biết thì tôi chỉ đòi cái giá này là 2,5 triệu. 2,5 triệu, vâng, vâng, đấy. Vâng. Các bạn thấy nha, vâng. Ông bảo là 2,5 triệu nhưng mà đến đến tận nơi thì có thể trao đổi giá với ông được. Đấy, nhưng mà vâng 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 đấy đấy, đấy. ông hướng dẫn cho cháu ấy. Vâng vâng, cái loại này là quay bằng 2 mặt 3 mặt. Vâng, đấy cũng giờ đang nở hoa đẹp lắm. Ví dụ sang bên này nhỉ, anh quay vâng hướng thì sợ là đây đây đấy. Cái giò này thì bây giờ họ đã trả 3,5 triệu, 3,2 triệu rồi, chứ không bán giết con là gì nữa. Vâng. Cái giò này 3 triệu. Giò trên này không? Vâng. Vâng, này. Vâng, đấy. Vâng. Được cái. Còn cái này này là 25 triệu. 25 triệu một một khúc. Một khúc đây. Vâng, để chúng ta quay kỹ cái khúc 25 triệu. Đây, dài tầm khoảng 1m4. 1m4. Đấy. 25 triệu một giò. Đẹp quá. Vâng. À, vâng. Địa lan. Đây, đây đây ông nhỉ, đây là cái giò đang có hoa này. Vâng. 1,5 triệu một giò này. Vâng, đấy cháu có một kênh chuyên về cây cảnh và hoa lan không ạ? Thì hôm nay đến đây xin được phép quay cái không gian ông làm lan để chia sẻ cho mọi người. Mọi người có nhu cầu thì hãy tìm đến gia đình ông nhá. Còn địa chỉ thì mình lúc đầu đã quay ngay từ video đấy. Đây là kèn. Kèn không? Vâng. Hoàng thảo kèn. Hoàng thảo kèn. Vâng, một giòn. Từ 3 triệu đến dưới 3 triệu. 3 triệu. Vâng. Nó còn dao động tùy tùy vào khách hàng và người bán, và rất nhiều hoa đẹp quá. Đúng là vào lan à, thế ông giờ cho cháu hỏi ông chút nhá. Năm nay đúng là ông khoảng bao nhiêu tuổi vậy mà sắp 83. Ui dồi, cụ 83 tuổi. 82 là cụ chính thức. Dạ vâng, nhưng mà cụ làm lan được lâu chưa? Tôi thì trước đây là tôi ở hành chính, nên tôi chơi từ lúc 45 tuổi. À, 45 tuổi. Cứ là nỗi đời người cụ.
chơi lan và chơi cực. Sao mà không có ai làm cùng ông? Ông làm này vất vả lắm bây nhỉ? Giờ nếu như anh lên chỗ cái cửa hàng chỗ công viên à, công ở à, rồi bên thì bên trong kia không, bên không, phía ngoài đường thế nhưng à. Mà chỗ cũng bình nhung như thế đi thì à. Bây giờ đất rộng khoảng độ 15 mét bề rộng khoảng 100 mét khoảng độ 2000 mét tiếp là tất cả 2000 mét thì nhà tôi đang bày toàn bộ khu điệp đó, khoảng độ nếu là khu điệp mà to 100 chậu hồ điệp và địa lan à, thì đó là cửa hàng chính. Đây là lý do như thế này, ngoài những việc để cho như người ta thuê người bán hàng họ không biết một chút cây cả cây 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 cho nên tôi là người chủ động cây và lại là bố của anh cho nên tôi toàn quyền ở đây và trông coi vừa trông coi vừa bán hàng. Ôi, thế cháu thấy ông làm cháu lại sợ ông vất vả đúng là cái tuổi già rồi à. Dạ. tức là ông còn mấy người con cũng đang bán cái hàng này. Và trên đó có một đứa con, hai vợ chồng. Hai vợ chồng. Con tôi thôi. Chứ còn người thuê hiện giờ khoảng độ 15 người, có 4 cửa hàng. À vâng, đấy. Tôi có 4 cửa hàng. Cái lan này là phải thực sự hiểu về lan thì mới chăm nó được ông ạ. Với có thể chơi được chứ nói. Vâng. Vâng, chứ không có là không hiểu gì về lan thì khó về cách chăm sóc lan. Vâng đấy, chăm sóc rồi bán. Đấy, rất là quý. Rất nhiều loại. Vâng. Đẹp quá. Đấy, còn rất nhiều giò trong đấy nữa. Nếu giải kia thì lúc nhà tôi đang về 70 phút, bây giờ có bán đi rồi, 30 phút, hơn 30 phút bán được. Vâng. Đấy, đi từ máy bay thế là nhan lan này là lấy trong miền Nam ra không? Hàng bên Thái cơ. À, đẹp quá nhỉ. Đấy. Một cửa hàng. Nếu nói là người không biết chơi có bán 300 thì không ai đến được. Vâng. Bây giờ tôi nói là 250 một thân. Đó là trầm đầu rồng. Trầm đỏ đầu rồng. Trầm đỏ đầu rồng. Vâng. Thế là nếu mà có bán 200 nhưng bây giờ 450 một thân. À. Thế này là đây ông đang nói cái này. Cái này. Vâng. Hoa hồng đỏ 450 một thân. Hoa hồng đỏ. Vâng. Vâng đấy. Nó với giá trị lan người chơi người ta mới hiểu được. Mà khi rồi có nó thành nay họ có chơi mà những người có tiền. Vâng. Mà hầu như chúng tôi bán cái dài kia là cũng là quả biếu cho bán cho họ là chứ không có ai có điều kiện để chơi. Là vì như này, nhà bây giờ rộng nhất có 5 mét mà bày cái đó là bày công viên khuôn viên là nhà phải là nhà vườn. Vâng đấy. Đấy được rồi. Mà cái đó có đứa chết thì cũng như vậy. Còn đứa tiền thì cao không cần tiền nữa rồi. Vâng. Ông ơi cái lan hoa vàng cái là lan gì ạ? Vũ nữ ạ. Vâng. Vũ nữ. Nhưng một giò thì cũng bao nhiêu tiền một giò không? Một giò là đúng 250. Cái đấy lại cùng dĩa nhỉ? Một giò đẹp vậy mà dĩa. Vũ nữ.
Còn anh lên cái chỗ bên đây hơn trăm mét rồi. Thì đoàn của tôi là 19, phụ người thành là 9, hiện giờ là 15 người đang làm hàng. À đấy, vâng. Thế cháu là... Vâng. À, trên đấy là bán cây cảnh hay củng lan không? Không, bán toàn bộ. Hồ điệp. Vâng, vâng. Rồi, tôi xin kết thúc video ở đây. Rất là cảm ơn ông vì đã cho phép tôi được quay để chia sẻ cùng các bạn. Chào các bạn nhé.